xem thần câu cá lóc bằng vịt. Gì vậy? Cá bằng tay cá. Trời trời, vịt vịt chết luôn rồi. Kệ đi, còn cá bự. Gì vậy? Con cá kìa. Cá nhỏ hơn nửa câu nữa. Giật dở quá. Sao dính? Sao dính? Tét nhỏ hơn nửa câu. Tét mép rồi, cái cá gì nữa? Tét mép rồi. Giật quá trời. Cá này cá bự nè. Cá dữ rồi, không giật được. Giật ba lên cá bằng một cái. Cá đực cho bụng có trứng, cá cái có đó. Phải không? Cá cái mới có trứng hả? Cá là cái mới có trứng hả? Làm sao người ta con trai có trứng? Làm sao người ta con trai có trứng? Sao không có, mình là cỏ vườn ơi, có không có vú mà trai kìa. Gì trai? Không, nó không có trứng hả? Đâu cỏ vườn ơi có trứng không? Trứng gì? Trứng gì dưới đó? Trứng gì? Trứng gì? Dạ phanh trứng luôn hả? Đâu cỏ còn không? Không có không? Có không? Có vườn không? Có chứ, không có vườn sao thấy? Không có vườn. Ông có quần, có đâu, không có quần thấy. Rồi mất anh trứng thiệt rồi. Kìa. Đi con vô mày dụ. Đi cháy xe đạp lên dốc không nổi té, mất anh trứng rồi. Xe đạp chạy té hoài. Lên dốc ở đó lên không nổi. Mình bỏ chạy ra chút xíu rồi té à. Kệ nó đi, nói hoài vậy. Cá nhỏ hơn cái lưỡi câu sao dính. Cái cá đâu ta? Cái hồi đó. Cá nhỏ thiệt. Kệ nó đi, câu dính nó mới hay. Cá này hồi giật thế nào cũng dính cái ngoan nè. Chứ nó mệt đi, nó đổ cái cá vô táp thì ăn cá bắt cá. Gị nhẹ nhẹ lên thôi, cái này ông giật mạnh quá sao dính. Mạnh không? Biết. Đi lên thôi. Đi lên đi. Chết. Ra đi. Ra khánh. Gỡ vậy hả? Cùng nghe.
nhân mắt luôn vậy. Lưỡi câu của chú Lục chế mà. Dằn hả? Đó giờ mới thấy câu dính á. Câu rồi. Câu cái bắt rồi. Rồi ngưng nghi nào táp mới quay nữa. Để nghe bài á. Nguy hiểm nha. Trời, vắng xong rồi. Cái kia chút xíu. Không. Con được nửa ký không? Không được. Con nó 300 g, con này không được 200 g nữa. Ê. Cặp luôn. Này cho nó ngậm điếu thuốc đi cho nó quay cho nó ngộ ngộ chút. Dạ. Nó ngậm điếu thuốc không? Này con cá điếu thuốc nữa. Ghê trời. Luồn cái gì vô á? Con. Dạ. Cá không cá
lẽ cá mà củ tay ha. Rồi rồi, quay mặt lại coi thằng câu cá rồi. Ừ, mẹ được chai chưa? Chỗ này nó chưa? Đó mày nó uống luôn đi. Câu hỏi khi nào con cá nó khùng khùng nó táp nữa không? Cá khác không? Nó không khùng mà ông khùng. Nó xàm quá nó ơi. Có con câu gì nữa? Để sao mà câu dính ba con rồi này lập kỷ lục Guinness luôn á. Kinh nó có quả vậy. Rồi nó hùng đẻ hả? Hùng đẻ. Mẹ thấy không? Đẻ chung chỗ mà không hả? Sao vợ người ta hai ba vợ. Phải không? Ừ. Đủ mới khi mà bà đó cũng hai ba chồng. Vợ không được. Thôi nghỉ đi. Trời ơi táp kìa. Gồng gồng tắt kìa. Gồng đó còn bày nữa kìa. Gồng nó cá nhỏ hơn cá thì không đem gì. Con nó bự gồng nó bự hơn. Để vô cát á, cát cá chứ bèo không đem gồng. Thôi coi bày đó đi.